Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 25 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chủ đề của phần 25 này là Chiều sư sư suê bố vụ sư gia kể sư suê xèo phẩm liệu sẽ xin. Rồi mình giải thích cái từ đề này có nghĩa là gì nhé. Chiều sư sư suê là 94 tuổi. Chiều sư sư suê bố vụ sư gia. Bố vụ sư là cái ngành bảo tàng học. Bố vụ sư gia là chuyên gia ngành bảo tàng học hay là nhà bảo tàng học cũng được. Như vậy là nhà bảo tàng học 94 tuổi kể sư suê xèo phẩm liệu sẽ xin là viết thư cho cậu bé 4 tuổi hay là viết thư cho người bạn nhỏ 4 tuổi cũng được. Sau đây xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc trước một lần rồi mình sẽ giải thích nội dung chi tiết sau nhé. Yên của dù ý cơ xèo phẩm liệu miễn chư treo o thuyết 今年四岁, 他问了妈妈一个问题, 人会不会灭绝? 妈妈不知道怎么回答他, 就给一位博物学家, Sir David Attenborough 写信, Sir Attenborough 今年已经94岁了, 是一个很有名的人, 但是他也给Otis写信, 他告诉Otis, 如果我们爱我们的环境, 人就不会灭绝。 收到信,Otis和他的妈妈非常高兴。 Vừa rồi các anh chị và các bạn có nghe và hiểu được nhiều không ạ? Sau đây mình xin giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé. Rồi mời mọi người theo dõi nè. Yên của dù ý cơ xèo phẩm vô. Tại Anh Quốc có một người bạn nhỏ hay là có một cậu bé cũng được. Miễn chư treo Otis. Miễn chư treo là tên gọi là Otis, tức là tên là Otis cũng được. Chi nẻn sư xuê năm nay 4 tuổi. Tha quên là mama dĩ cơ quên thị. Cậu ấy đã hỏi mẹ quên là mama dĩ cơ quên thị là một câu hỏi. Rảnh huy vụ huy mê trẻ. Mê trẻ là bị tuyệt chủng, tức là bị chết đi, tức là bị mất, biến mất khỏi vũ trụ này đó. Mê trẻ. Rảnh huy vụ huy mê trẻ, con người có bị tuyệt chủng không? Mama bu trư to chầm mô hủy tả thá. Mẹ của cậu ấy không biết làm sao để trả lời cho cậu ấy nữa. U trư tao chậm mô hủy tả thá. Chiêu kề dĩ quê bổ u sửa chá. Sir David Attenborough sẽ xin. Mẹ của cậu ấy không biết làm sao để trả lời cho cậu ấy. Chiêu đây là bèn. Kề dĩ quê bổ u sửa chá sẽ xin. Viết thư cho một nhà bảo tàng học. Rồi cái nhà bảo tàng học có tên gì thì cái tên nằm phía đằng sau. Như vậy là kỳ dĩ quê bổ u sửa chế Sir David Attenborough rồi sẽ xin. A kỳ B sẽ xin là A viết thư cho B. Ví dụ tôi viết thư cho mẹ là của kỳ má bà sẽ xin. Ở đây cũng vậy. Kỳ dĩ quê bổ u sửa chế Sir David Attenborough rồi mới sẽ xin. Sir Attenborough chí nẻn dì chín chịu sư sư suy là. Rồi ông Attenborough là năm nay đã 94 tuổi rồi. Sư dĩ cơ hẳn dồ miễn tơ rỉnh là một người rất nổi tiếng. Dĩ cơ hẳn dồ miễn tơ rỉnh. Tan sư là nhân. Tha dễ kề Otis sẽ xin. Nhưng ông ấy cũng viết thư cho Otis. Tha dễ kề Otis sẽ xin. Tha cao su Otis. Ông ấy bảo với Otis hoặc là cho Otis biết. Rủ của quà mình ai của mình ta hoàn chiên. Nếu như chúng ta yêu quý của mình ta hoàn chiên là cái môi trường sống của chúng ta, hoàn chiên là môi trường. Rỉnh chiêu bủ huy me trẻ, con người sẽ không bị tuyệt chủng. Bủ huy là sẽ không, từ huy có nhiều nghĩa. Sâu to xin, sâu to là nhận được. Thì to là mỗi người chỉ kết quả. Ví dụ mài to là mua được, sâu to là nhận được. Sau tao xin nhận được thư Otis hở thá từ mama phải sẵn cao xin. Otis và mẹ của cậu ấy cực kỳ vui mừng, hết sức vui mừng.
Sau đây mình đọc lại một lần nữa cho các anh chị nghe nhé. 英国有一个小朋友名字叫Otis，今年4岁。他问了妈妈一个问题：人会不会灭绝？妈妈不知道怎么回答他，就给一位博物学家 Sir David Attenborough 写信。 Sir Attenborough 今年已经94岁了，是一个很有名的人，但是。 他也给Otis写信， 他告诉Otis， 如果我们爱我们的环境， 人就不会灭绝。 收到信， Otis和他的妈妈非常高兴。 Và đến đây mình kết thúc phần 25 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chúc mọi người học thật vui và hiệu quả. Mọi người hãy đăng ký và cho thầy một like. Xin chào.